Xin chào mọi người. Thời gian gần đây khi đi biểu diễn có rất nhiều khán giả gặp Chiến Thắng ngạc nhiên hỏi tại sao dạo này có da có thịt, tăng cân và Phương Phi béo tròn như thế. Thì hôm nay Chiến Thắng cũng bớt chút thời gian tâm sự với mọi người. Đúng là người nghệ sĩ thì phải tham gia rất nhiều các chương trình như biểu diễn, chạy show, đóng phim và các sự kiện. Thành ra để cái thời gian chăm sóc cho bản thân rất là ít. Đúng là cái thời gian trước thì Chiến Thắng gầy mòn hốc hác là vì không có thời gian để chăm sóc cho bản thân mình. Mọi người khi gặp Chiến Thắng nói theo cái từ ngữ nhưng dân gian gọi là rủa là tại sao lại gầy như thế. Cố gắng ăn uống bồi bổ cho nó tốt vào chứ trông chả có sức sống gì cả, cũng cảm thấy rất là chạnh lòng, cũng cảm thấy rất là buồn. Cũng có thời gian Chiến Thắng dành thời gian để ăn uống làm sao cho thật tốt, nhưng mà cũng không thấy tăng một tí cân nào cả. Sau mình ngẫm ra là do cái hệ tiêu hóa của mình hấp thụ nó quá kém, chẳng còn cái biện pháp nào, thôi để chấp nhận gầy vẫn hoàn gầy. Thì một lần tình cờ Chiến Thắng đi biểu diễn, có một fan hâm mộ đã tặng cho Chiến Thắng một cái lọ tăng cân của Đông y Hoa Bảo. Chiến Thắng về nghiên cứu và biết được cái công dụng của nó là hỗ trợ kích thích ăn ngon miệng, nâng cao thể lực và cân nặng. Và đặc biệt có các thành phần vitamin giúp hỗ trợ tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Xin mách với mọi người là sản phẩm viên tăng cân của Hoa Bảo hoàn toàn được bào chế từ các thành phần tự nhiên, cho nên người lớn và trẻ em đều có thể dùng được hết. Trong này có một cái thành phần được chiết xuất từ tảo mặt trời rất là tốt. Sau một tuần sử dụng sản phẩm viên tăng cân của Hoa Bảo, Chiến Thắng đã cảm thấy cơ thể đổi khác hoàn toàn, da rẻ hồng hào, ăn ngon ngủ yên chỉ sau khi dùng hết hai liệu trình, đã thấy tăng được 3 cân. Bạn bè của Chiến Thắng khi nhìn thấy Chiến Thắng tăng cân đã rất là ngạc nhiên và hỏi bí quyết nào mà lại tăng cân nhanh thế. Thì Chiến Thắng cũng mách với mọi người là dùng viên tăng cân Hoa Bảo. Mọi người đã sử dụng và sau khi sử dụng cũng tăng từ 1 đến 3 cân, cảm thấy rất là phấn khởi và khen hết lời. Đặc biệt sản phẩm viên tăng cân Hoa Bảo được kiểm nghiệm an toàn và hiệu quả, được Bộ Y tế cấp phép, cho nên ai cũng có thể sử dụng yên tâm. Qua đây xin mách với mọi người, những ai còn xanh xao vàng vọt, kém ăn biếng ngủ, thiếu cân, tìm biện pháp tăng cân hiệu quả và an toàn nhất, hãy sử dụng viên tăng cân của Hoa Bảo để có một cơ thể phương phi, da rẻ, hồng hào, có da có thịt. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.